Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây là tiếp tục con máy xúc vừa đang đi đắp một cái đường, đắp đường từ đây ra các bạn ạ, đắp đường từ đây ra để làm cái đường cho xe ô tô đi, đây, đắp cái đường cho xe ô tô đi các bạn ạ, để cho xe Cửu Long chiến thắng rồi này, nó đi để đi ra làm cái đường để đi ra mình đánh thẳng vào cái đường, sau đó mình dạo vét luồng quay lại các bạn ạ. Bây giờ đường này nếu mà không đắp thì nước không ngập thì không thể đi được. Như vậy là phải dùng con máy này, chứ đứng ở trên cái phao này và đắp một cái đường tạm, một đường công vụ các bạn ạ. Đắp một đường công vụ từ đây, đó ở đây, để từ đây, đây các bạn ạ, đây, nối ra ngoài kia, để làm cái đường công vụ đường tạm. Sau này con xe chạy lên đây, cái đường này là người ta đắp này các bạn ạ. Con đường như này, sau khi nước nó rút xuống thì nó sẽ lộ con đường ra, sau khi nước rút xuống sẽ lộ con đường ra để cho xe ô tô chạy trên con đường này. Sau khi chạy trên con đường này thì sẽ ra ngoài qua cái phao này, như con đường đằng kia các bạn nhìn thấy, kia có con đường này, sẽ lắp con đường ra đằng đấy, sau đó thì làm dập lại các bạn ạ. Cái cát này thì đập đổ cái cát này cũng đắp đường xong rồi nước tôi rút là sẽ làm được các bạn ạ, sẽ cứng luôn. Đây là con máy xúc gầu kíp 300, xúc 306 gầu kíp thôi. Có thể là trong xây dựng người ta gọi là đắp đường công vụ nữa các bạn, rất sâu, và đắp được một con đường thì nó rất là vất vả, mất thời gian các bạn ạ. Tức là nước đang xuống nhưng mà nó còn khoảng tầm gần 2 mét nước các bạn ạ, bởi vì nước thì xuống hết. Trong kênh của mình thì tới đây thì mình sẽ làm một series về chuyên về con đường về đắp được cái con đường này thôi các bạn ạ. Quay về cho vợ con nó xem nó biết mình đi làm, không lại tưởng đi chơi. Xe chưa xuống hả anh ơi? Lai có mấy xe? Đắp rất lâu nhưng mà chưa nổi cái đường này các bạn ạ.
bắt buộc phải đắp bằng cát, đắp bằng cùn, cùn thì không đi được các bạn ạ. Đã lội được một đoạn lên này là các bạn ạ.